Đệ tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Đệ tử Hanh Nguyễn này sẽ viết cho ba bác. Bác thứ nhất là bác Đinh Văn Nghĩa, có số điện thoại 0168 67 09764. Bác thứ hai là bác Nguyễn Thị Xuân Thảo, có hai số điện thoại. Và bác thứ ba là bác Phạm Xuân Nguyên. Ba bác này cùng có sở thích là mua vang calam huyền thoại của em, tức là sở mix calam huyền thoại. Thì dòng vang calam huyền thoại này đã chiếm được cảm tình của tất cả các bác, các anh, các chị và các bạn đam mê âm thanh, yêu âm nhạc và thích ca hát. Và hôm nay bác Thảo thì bác đã lấy một chiếc vang calam huyền thoại sở mix calam huyền thoại và một chiếc lọc B-Way đến từ đất nước của Donald Trump. Và chiếc lọc này đã gọi là chiếc lọc đình đám của em, làm nhiệm vụ là chảy những sợi âm thanh để bóng bẩy, rồi là thướt tha theo chiều gió, làm cho chất âm thanh sạch sẽ đi vào lòng người, tức là loại bỏ hết những cái sạn âm thanh rác, âm thanh đục, để đưa ra một chất âm hay nhất, bao học nhất. Thì ba bác này cùng có sở thích là đều muốn sở hữu chiếc vang sở mix calam huyền thoại, để trong lòng tất cả các bác anh chị đam mê âm thanh, yêu âm nhạc, để anh Nguyễn test cho bác Nguyễn Thị Xuân Thảo. Và đồng thời anh Nguyễn cũng hướng dẫn cách cắm luôn, bởi vì nhà bác ấy có một cái cục đẩy, bác ấy sẽ mua thêm một chiếc sở mix calam, tức là vang cơ, và một chiếc lọc B-Way đình đám của em. Đây là cái phần em hướng dẫn. Đây chính là chiếc lọc để vang. Thì bác chú ý này, để câu hình này, đây là nút to nhỏ của nhạc. Đấy, to nhỏ của nhạc. Và nút này nút preset, tức là cái nút preset này nó có tác dụng giống như cái nút này. Tất cả đường nhạc khi mà qua cái vang calam thì sẽ phải qua nút này, xong đó đến nút này thì em để nút preset hết cỡ rồi, bác không phải chỉnh nữa. Còn cái nút này là nút băng lăng, ba lăng tức là cân bằng hai vế của loa, là nút bass của nhạc, nút này nút check của nhạc, nút check của nhạc và nút to nhỏ của nhạc bác nghe này. Đấy, mà đặc biệt dòng vang calam nó hay cái là đường mic và đường nhạc nó sẽ tách rời nhau, các bác có thể khóa hết nhạc vào thì mic vẫn có. Đấy, và các bác có thể khóa hết mic thì nhạc vẫn có, đấy là hay như vậy, cho nên chỉnh độc lập rất dễ chỉnh. Rồi chú đây là nhá, đây là ba lăng các bác để giữa cho em này, đây là bass của nhạc này và đây là check của nhạc. Còn tôi đi check để hết cỡ, em để hết cỡ rồi, mua sức EQ. Phần này làm nhiệm vụ là chỉnh nhạc. Còn cái select coi như là nút bé bé này, thì cái vang calam nó có hai cổng vàng đấy, tức là nhả ra là A U X 2 thì nó tương ứng với lỗ ở đằng sau, và em đang chạy ở lỗ A U X 1 em kết nối với một chiếc máy tính của em này để nghe nhạc. Thế còn phần mic này, đây là nút to nhỏ của mic, chú nhá, to nhỏ của mic. Còn đây là preset cũng khống chế tất cả tín hiệu mic 1, 2, 3, 4, 5. Đằng sau là có hai lỗ mic nữa thì em bạn sẽ cỡ. Còn các bác để cái mic này là nút vôn tổng chung của mic. Còn đây là bác này, đây là nút âm trầm giọng ca, âm check của giọng ca của mình đấy. Nếu mà nhà nào mà nó ồn quá thì bác hạ em này xuống, hạ bác xuống một chút, đừng hạ nhiều quá thì mỏng, mà bác để cao quá này sẽ rú nhá. Nếu mà cảm hiện tượng rú mà mic nhẹ rồi bác phải giảm em cái check này xuống. Đây check này, đây là âm trầm của giọng ca mình, âm cao của giọng ca mình. Và bác nhìn này, nút to là nút echoliver là tạo vang nhại, còn nút zbit bác để em giữa 12 giờ đến đi để 12 giờ. Còn nút mát đây là dập giọng trầm, dập làm sao để cho mềm nha, đừng dập nó tan nát nha. Đây dập giọng check của mình làm sao nó tan biến. Nếu bác để nhiều quá thì nó dập, nó giống như đàn ve sầu kêu mùa hè đấy, nó rất là khó chịu, ong ong ngoài ve. Còn bác dập nhiều quá cái này nó sẽ ồm. Thì nếu gặp trường hợp ồm ấy, ồm tiếng, bác giảm em nút này một này, nút này là hai này. Và nếu mà rú rít bác giảm em đè chỗ này này. Này, chỉnh mic thì bác hết sức cho em là phải làm sao, phải là mỗi lần giảm một tí ti thôi, một tí thôi, không được rú rít, chạm điểm rú rít thôi.
mà mic mà báo cáo bác để mà cắt hết rú ấy thì sẽ không hát được. Bởi sao? Bởi vì cái giọng ca con người nó là thuộc về dòng giải trung, tức là từ 500 hertz đến 6k. Cho nên là các bác mà dập hết cái giọng trung thì nghĩa cũng dập ngay giọng 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 trầm, thì cũng giống như là triệt tiêu luôn cả cái giọng ca chúng ta. Còn cái còn bác đây, bác nhìn mình lọc đây, lọc bi quay nó có hai kênh, kênh một đây, kênh hai đây. Thì bác khi bác nhận được, bác nhảy em hết luôn ra, nhảy hết ra nhá. Thì cứ có âm ca này là chỉnh chép đấy, còn âm không có số ca ở cuối này là chỉnh trống. Thì bác tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh cho em. Thì kênh một bác chỉnh như nào thì kênh hai chỉnh như thế. Cái nút xanh như nào thì tương ứng này, bác chỉnh lại tay cái nút này là lưng biên độ tần số này đấy, lưng biên độ tần số giảm hết vẫn có tiếng thôi nhá, nhưng là lưng biên độ tần số sau khi mình chỉnh xong. Đây về cách chỉnh cấu hình. Còn em thử đứng mic cho bác nghe cái này nhá, đứng mic cái này rất là sâu, ấm và hay. Đứng mic một hai. Bác thích nhạy nhiều ít bác chỉnh như này. Đây, em giảm hết nhạy này. Một này. Một. Còn bác đây là tiếng là vang nhạy nhá. Độ vang nhạy đấy, nhạy nhiều ít. Thì là hát mà tốt thì nhạy ít thôi. Lượt. Một hai hai hai. Giảm vừa cái này tùy chỉnh nhá. Một hai hai hai. Đấy. Bây giờ phần thứ ba em hứa được mình kết nối, bác nhá. Kết nối luôn. Một chiếc vang speaker 5 huyền thoại, một chiếc lọc equalizer đình đám này. À, một cục đẩy. Bà xếp em cách lối lối này. Lọc này, vang này, đẩy này. Em rút rắc cái nhá bác nhá. Đây. Kinh là nhưng mà có 3 thứ thôi, không sợ. Đây bác nhìn này đây. Thì cái lọc B-Way đình đám bác nhỉ. Đó nhìn nhá, em khi gửi hàng em được gửi cho bác tất cả cái rắc này. Bác cắm đây. Bác nhìn này em này, cái lọc có hai kênh, kênh 1. Kênh số 1. Kênh số 2. Thì bác nhìn này, đây là vào này. Vào này. Input là vào. Tức là mình cho cái đít lọc quay vào người mình ấy thì bác tính nhá là từ bên tay phải nhá sang trái nhá, tay phải này. 1 2 3 4 thì 1 và 3 là vào. Tức là nhạc cấp vào. Thì cắm đúng cái chiều bác nhá, là chiều khuyết này. Đúng tầm giác cân này. Cắm nhá. Đấy, bác cắm chắc tay đây. Input nhá, kênh 1 này. 1, 2, 3, 4 thì vị trí số lẻ. Là input đây. Kênh 2 đây. Là cấp nhạc vào. Thì cái nhạc thì có thể lấy từ máy tính hoặc từ TV, ổ đĩa vân vân. Thì bác dùng dây hoa sen này đây. Hoa sen này 2 AV. Bác cấp cho em cắm vào dây nào cũng được. Một đầu vào input kênh 1. Đầu input kênh 2. Đấy. Thế là nhạc ví dụ từ máy tính này. Đây máy tính đây. Cấp vào lọc xì. Cái nhạc ra lọc xì ở đâu thì ra lọc xì đây, output này, output kênh một nó có output thì tiếng Anh nó gọi là ra đấy. Thì bác dùng em một cặp dây cơ lông như này, cơ lông là cơ lông chuyển từ cơ lông về hoa sen. Nhìn em cấp hết cho bác này, đây cơ lông của hoa sen đây. Thì bác cắm cho em này, cắm đúng chiều nhá, nó có chiều bác nhá, chiều này có chiều tam giác này, đừng lựa theo gãy. Cài một cái này, tay điện thoại nó trơn quá. Đây. Cạch của cái. Đấy nhá. Hai đầu dây còn lại. Tức là chuyển vào hoa sen. Các nhìn hộ em đây. Này. Thì vang cao 5 nó hỗ trợ rất nhiều. Cổng vào này có cổng 1 này, cổng 2 này. Và lỗ ra nhá, ra này. Bác bỏ này có thể ra này. Đấy. Có thể cắm thiết bị khác được, cắm trầm được. Rách này cũng là da này, da còn sớm mất thì không biết, em bác không được quan tâm. Lỗ da này, da này. Đây còn AUX1 là vào, AUX2 là vào. Thì bác cắm cho em là AUX1. Đây. 1 này. 2 này. Thì bác nhớ em này, cái công tắc trước mặt cái 5 huyền thoại đây. Công tắc này bác phải ấn vào. Mình đang dùng lỗ AUX1 nhá, ấn vào. Ấn vào đấy. Thì coi như đã xong. Nhạc được cấp vào lọc. Đấy. Đừng in mà da của lọc sẽ vào AUX1 của vang K5. Thế bây giờ da của vang cắm ở đâu? Thì dương em nói con K5 rất nhiều nó hỗ trợ sợ rất nhiều lỗ cắm. Rách ao này. Mọi nhìn đây. Ba lăng. Giờ ao.
và ba lăng là ao. Thì bác dùng một cặp sắt cơ lông này, bác cắm em vào đây, súng đẩy đây một này, hai, cái này cắm sại nó chỉ hỗ trợ cơ lông hai kiểu rắc đấy. Thì đầu con nại này bác đánh súng đẩy, đẩy cái lỗ cắm này, đẩy cho bác cho có biết lỗ cắm rồi đúng không? Đấy, biết rồi, đẩy bác rồi. Nếu như còn ai đồ, nếu mà không quay đồ thì tức là da của vang cái năm đây, da của vang cái năm đây thì bác cắm xuống idol. Idol nó có đừng in ít thì da của thằng idol thì cắm xuống đấy. Thì giờ em hướng dẫn ở cái bộ ba này đã. Đấy, thì em nói lại này, nhạc sẽ được cấp vào lọc B-way đừng in đây, 1 2 3 4 này, 1 này, 1 3. Còn da là 2 4 thì cắm xuống là AUX 1 của vang cái năm. Da của vang cái năm đây bác này là ba lăng là giờ thì cắm xuống đẩy phần loa đấu bình thường, thế là xong cái đấu xong đó nhá. Đây con gì các bác cái điện em một chỉnh mic cho điện còn mic bác này, còn cái mic đó thì nếu mà có bác dùng mic không dây bác cắm lỗ sau tiện này, đằng sau nó có hai lỗ này, lỗ là mic 5 mic input, mic 4 input đều cắm vào đây. Có nhiều bác là cắm nhầm ở lỗ này, lỗ này là da của nhạc quá nhá, da của nhạc còn ra được mic, cắm nhầm nó không có tiếng đâu. Thì cắm em nó ghi là mic 5 input đấy, cắm vào văn minh, cắm xong bác cấp nhạc thế là chạy thôi, và công tắc hay chạy là ổn đấy, thế thôi. Còn tất cả này là chạy điện áp 220 nhé, 220 luôn, cho nên bác cắm thoải mái không mà sợ làm sao. Cắm thoải mái luôn đấy. Cắm xong bác bật nhạc rồi mà chạy là đúng, mà không chạy nhạc là sai đấy. Còn to nhỏ nhạc thì bác chỉnh đây này. Em chào các bác, chúc các bác cắm thành công. Vấn đề các bác hết điện cho em. Đây là dàn âm thanh khủng quá nhá, quá khủng đấy. Đôi loa được đánh với đôi loa này bác chỉ tiếng nhạc quá chất này. Giờ sẽ tiếng nhạc cực hay. Loa nhập khẩu nguyên chiếc quá nhá. Em chào các bác ạ.